Hồng này cũng còn đẹp nè. Không, đẹp thì đẹp, có nhỏ nhỏ hay không? Hôm nay 10 ngày nữa. Này cũng không chắc ba dao quá. Ba dao là dứt giường. Tại bữa ông nói tới tháng 5 mà bữa có túi thằng ca lệ nè, bên đây cũng đã là nồng qua.